Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Capharnaum, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, tội con được tha rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi, hai là bảo, đứng dậy, vác chóng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, giữa dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, đứng dậy, vác chóng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chóng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Suy niệm: họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Bốn người khiêng người bại liệt để giúp anh đến gặp Chúa. Vì lý do gì mà lại làm những việc kỳ lạ như vậy? Tại sao họ không đợi Chúa giảng xong thì đến gặp Ngài? Họ không sợ chủ nhà trách mắng vì dỡ mái nhà của họ. Không sợ đám đông khó chịu vì gây mất trật tự hay sao? Không biết người bại liệt đã nói gì mà họ lại nhiệt tình đến vậy. Chúa Giêsu cho chúng ta biết lý do là vì lòng tin của họ. Tin rằng Chúa có thể chữa được cho anh, nên họ tìm mọi cách có thể đưa anh tới gặp Chúa, càng sớm càng tốt. Vì lòng tin mạnh mẽ nên họ chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất là tìm cách để đạt được mục tiêu ấy. Lòng tin cho họ sự sáng tạo để tìm ra những con đường mới lạ và can đảm để đi theo con đường ấy bất chấp những khó khăn. Lạy Chúa, xung quanh con còn biết bao nhiêu người đau khổ. Con muốn giúp đỡ họ nhưng vẫn chỉ dừng lại ở trong ý muốn, bởi vì con vẫn còn quá nhiều lý do để trì hoãn, chưa có sáng kiến hữu ích để giúp đỡ một cách thiết thực. Và nhiều khi còn ngại khó, ngại khổ không dám dấn thân. Mà nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là con chưa đủ tin mình có thể giúp được họ. Xin cho con vững tin vào quyền năng của Chúa, để luôn sẵn sàng đưa bàn tay ra giúp đỡ người anh em của mình. Amen.